Vâng, và hai đội đã sẵn sàng. Các bạn khán giả ơi, fan của anh em Muscle đã sẵn sàng. Fan của anh em nhà vệ sinh sẵn sàng. Lên vì một. Và trận đấu đầu tiên trong vòng bảng của chúng ta, ngày thi đấu cuối cùng, bắt đầu. Kèo đấu này thì đội hình nào thua, tôi xin phép gọi tên idol tử chiến Mom lên kèo. Và chào mừng tất cả các bạn đến với khu vực đài quan sát và ván thi đấu đầu tiên của tối ngày hôm nay. Đây mới chỉ là không khí của vòng bảng 16 team, nơi quy tụ những bóc PC và hàng đầu server Việt Nam. Và ngay lập tức Serpro đã phải nằm xuống rồi. Và người chơi được các bạn khán giả nói rằng phải ưu tiên góc cam thì ngay bây giờ được chăm sóc cực kỳ đặc biệt. Nắng cũng đã phải nằm xuống ở đây. Bởi chúng ta còn lại vị trí của Ken PC ở bên ngoài. Đội bạn đã còn đủ cho mình cả 4 người. Đội hình anh em nhà vệ sinh tôi nói rồi, sáng nay nó bắn với Nevadai là cực khủng nha. Nevadai sáng nay còn đang ngang ngửa với nó thôi. Và các thành viên đến từ team của Ken PC và Serpro quả này hoảng rồi. Ken đang cứu vị trí của Nắng, Nắng được hồi sinh. Một bài trong người. Một không. Chú Việt Thắng bình luận hay quá. Việt Thắng nêu vào đây. Tỷ số hiện tại bây giờ đang là 0-1 dành cho đội hình của anh em nhà vệ sinh. Và đây là vị trí của lên kèo 200 củ. Ra sân với 4 người, 4 cái tên chả giống nhau gì cả. Set Boy, Trương Hoàng, Quốc Long và vị trí của CU Võ Đức, một thành viên đến từ team quân đoàn của Kelly, thay vào vị trí của Heo. Ờ, có thể là chúng nó giấu bài thôi, nó để thằng Heo ở trong trận sau. Còn bên này là team của anh em Muscle, một đội hình được cho rằng là hạt giống siêu trẻ, siêu khủng ở ngoài khu vực vòng sơ loại 24 team. Đây là vị trí của Nắng, đây là vị trí của XK, PC, LMT, Ken PC và vị trí của SirUI. Serpro bị gục liên tục. Serpro đang được chăm sóc rất nhiệt tình đến từ bên phía đội hình của anh em nhà vệ sinh. Nhưng bây giờ anh em nhà vệ sinh đã mất đi hai người. Hoàng Cung Long phải nằm xuống. Set Boy đang cứu. Lên kèo 200 củ đã có cho mình một mạng. Võ Đức cũng đã phải nằm. Còn bộ đội cặp bài trùng Serpro và Ken PC bay bầu. Vâng, tỷ số hiện tại bây giờ đang là 0-2. Các bạn khán giả ơi, tôi đang rất đau họng rồi, nhưng trận đấu này thì quá căng. Các bạn hãy cho Việt Thắng xin một like, một xe đi nào. Và 1329 lượt like rồi, cảm ơn cả nhà rất nhiều. Vâng. Đội hình Nevadai nói rồi, nếu mà các thành viên đến từ team của anh em Muscle, Ken PC và Serpro không vào được vòng tứ kết thì thôi, tặng luôn một cái biệt danh đó là idol mõm rồi. Vâng, chỉ là idol mõm mà thôi. Và đấy là một cái áp lực cực kỳ lớn dành cho Ken PC. Ken PC và vị trí của Serpro là cực kỳ là run. Trận thi đấu thì rất cuốn với những cái tên cực kỳ là mới. Các thành viên của anh em nhà vệ sinh và Nevadai đang khuấy đảo giải đấu đến từ sân chơi của bình luận viên Việt Thắng. Và kèo đấu cực kỳ căng. Một màn tưởng dường như là Ken PC bắn không dính một viên nào, chứ đừng nói gì là máu vàng hay là máu đỏ. Đang rất run đến từ Ken PC. Ôi trời ơi, anh em có thể nhìn thấy là Ken PC bắn full vàng, không dính một viên nào. Ôi trời ơi, sẽ là ba trắng dành cho đội hình của anh em nhà vệ sinh, không dính một viên nào. Tôi xin nhắc lại, làm khỏi Ken PC đến từ vị trí của Trương Hoàng, Quốc Long và lên kèo 200 củ. Ken PC và sơ tầm này rén rồi vì sơ được chăm sóc rất nhiều. Serpro cứ ra là bay đầu luôn. Tôi không hiểu rằng đội bạn có một cách nhận biết người kiểu gì mà họ có thể bắt bài của Serpro cách nhanh như vậy. Riêng Serpro và ra nhá, là một phát là cụ đi luôn. Một phát là cụ đi luôn. Ui, bắn cũng rất tốt. Serpro đang cho thấy khả năng bắn của mình cũng không hề kém cạnh. Chỉ cần thắng, có một round thắng thôi, tôi nghĩ rằng là bên phía đội hình của anh em Muscle sẽ có thể bắt nhịp được với trận đấu. Rồi, các bạn ơi, Serpro đâu rồi? Serpro đâu rồi? Ngày hôm nay sơ chưa được tỏa sáng. Và không biết là có kill nào hay chưa. Không biết là Serpro đã có kill nào hay chưa. Chưa có kill, một kill nào đến từ team của anh em nhà vệ sinh. Không kill đến từ cả 4 người chơi. Wow, cả 4 người chơi đều không kill. Và qua này thì Nắng làm tốt rồi. Một tình huống tỏa sáng, cứu đi em. Vâng, Nắng đang cố cứu. Và chỉ còn lại lên kèo 200 củ đứng ngoài thôi.
chưa có bất kỳ một kill nào đến từ đội hình của anh em nhà anh em Max Kill. Và bây giờ thì đã có những kill đầu tiên. Và bây giờ ồ hay quá, hay quá. Round thắng đầu tiên đây rồi. Anh em Max Kill cũng là một trong những đội tuyển không hề kém cạnh so với Luxury hay là 108 hay là Never Die. Và cũng rất nhiều đội tuyển muốn đội hình của anh em Max Kill bay màu khỏi giải đấu. Bên này lên kèo 200 củ, bắn cực kỳ khét. Tôi nghĩ rằng nếu anh em nhà vệ sinh lọt được vào trong vòng tứ kết mà có đủ vị trí của Hèo thì đây cũng là một đội tuyển rất mạnh. Nhường thôi à? Vâng, tôi đang thấy rất nhiều các bạn khán giả nói rằng Sir Bro đang nhường. Vâng, KenBC đang phải kè liên tục vào khu vực tường rào và không dám đẩy ra và bắn trách tầm. Vâng, nhảy ra bắn trách một cái là không dính viên nào là cũ đi ngay. Vâng, tầm giờ bắn trách là phải dính, mà không dính là cũ hoảng. Phải co cụm cả bốn người. Ui giời ơi, một phát Skyler KenBC dục. Vâng, cu Ken đi đầu tiên trong đội hình của mình. Ở bên này là vị trí của KPC. Các bạn thấy chưa? 0,1 giây. Tiếp theo là Serbro. Vâng, Ser cũng đã phải nằm xuống rồi. Tiếp theo đó là vị trí của KPC. Ok kìa. Ô kìa. Ô kìa. À đù. Tiếp tục là một bài đẩy. Móc bay phía sau. Một tình huống solo kill. Vâng. Ui giời ơi. Vị trí của lên kèo 200 củ một mình nhảy ba đầu đội hình của anh em Max Kill. Bây giờ thì Chuông Hoàng Quốc Long phải nằm xuống. Một pha xử lý tốt, đó là Serbro. Serbro bắn rất tốt trong pha xử lý vừa rồi. Một tình huống sắp hai nhưng mà quá đen đủi, đó là vẫn còn một người chơi. Vị trí của Võ Đức tỏa sáng cho tình huống cuối cùng. Các bạn khán giả ơi, 1604 lượt like rồi. Các bạn hãy giúp Việt Thắng lên 2000 lượt like để lấy động lực bình luận gắt hơn ở trong kèo thi đấu tiếp nào. Hơi đau họng đấy các bạn. Rát họng với kèo thi đấu này. Tôi đang rất lo lắng. Không chỉ tôi mà những bạn fan của bộ đôi Serbro và KenBC cũng đang cực kỳ là lo lắng cho cặp đôi này. Vâng, nếu mà thua hiện tại bây giờ thì KenBC mới có một kill. Và cũng không hiểu lý do tại sao mà KenBC bây giờ mới có một kill hoặc gì đính chính lại. Và Serbro bây giờ 2 kill. Sơ hình như tôi ngày hôm nay Serbro bị tâm lý quá nặng và thao tác. Còn rất là lòng cống các bạn. Không biết có đúng là Serbro hay là ai đang bắn đây ạ. Thao tác cực kỳ lòng cống luôn. Ui giời ơi. Một bài bị đục dồn hai người đẩy vào nhà. Đội hình của anh em Max Kill đang bị tan ra. KenBC đã có mạng nốc. Đây là vị trí Trương Hoàng Quốc Long, không chính là cu Võ Đức. Vâng, KenBC lại bị nốc rồi. Vừa mới kịp gạt một người. Ở bên phía đội hình của anh em nhà vệ sinh co vào nhau quá khét và 6-1 rồi. Ôi. Tỷ số nếu mà thua là phải hẹn mùa sau rồi các em ơi, cố lên nào. Tôi các em cần phải trân trọng những cái phút giây các em vẫn còn đang được bắn ở trong khu vực vòng loại 16 team. Vâng, thua một cái là mùa sau mới được bắn đấy, chứ không có cái loại bắn lại đâu. Và tỷ số đang là 6-1 và tôi nghĩ rằng là hiệp đấu đầu tiên sẽ dành cho bên phía đội hình của anh em nhà vệ sinh. Sáng nay thì anh em nhà vệ sinh đã có một trận thi đấu trên team với đội hình của Never Die. Và tôi cũng đã nhìn thấy thực lực của đội hình này rồi. Một pha bắn tốt đến từ Vioser. Nhưng ở bên trong này họ bao bọc cực kỳ rắn. Các bạn có thể nhìn thấy cách mà đội hình của anh em nhà vệ sinh họ bao bọc lẫn nhau. Vâng, nốc một cái thì họ ngay tức là một tình huống ra kèo. Nhưng bây giờ anh em nhà vệ sinh đã mất đi cho mình đến tận 2 người, 3 người. Và ngay tức một tình huống quét sạch tỷ số là 2-6. Và để xem rằng là Serbro có thể lật kèo được hay không. Lên kèo 200 củ. Anh chàng này treo làng dường như chưa bao giờ được top 1. Còn đây là một người chơi treo làng toàn hoảng chó thôi. Ở vị trí của Trương Hoàng Quốc Long cũng là một trong những người chơi từng bại tướng dưới tay của Việt Thắng với những kèo solo one shot. Tiếp theo là vị trí của Set Boy và CU Võ Đức. Đây là những dân chơi trong ao làng buổi sáng rất nhiều. Các bạn có thể nhìn thấy rằng lối chơi và cách di chuyển. Để mà nói tôi đánh giá luôn cách di chuyển, chiến thuật và lối chơi anh em nhà vệ sinh hơn bên phía đội hình của anh em Max Kill một bậc, thậm chí là hai bậc luôn về lối chơi và lối cover. Bởi vì thế các bạn đừng trách tại sao đội hình họ bắn hay hơn. Trong khi đó thì đầu bên này đội hình của anh em Max Kill họ đang chia lẻ quá nhiều. Bây giờ mới bắt đầu là cả ba người co cụm với nhau, đang có một bài muốn trồng vào khu vực lầu 2. Nhưng đây sẽ là một bài khó và rất mất thời gian nếu không có sự luyện tập kỹ càng.
Và bây giờ thì sếp Boy đã phải nằm xuống rồi. Người chơi có cho mình nó 5 kiểu. Lên kèo 200 củ cũng chính thức bay màu. Sabro dường như đã có một tình huống tỏa sáng. Hiện tại bây giờ đang là 4 người chơi, mỗi người có 3 kiểu bên phía đội hình của anh em Max Kill. Sửa giáp rất nhanh. Và combo kỹ năng là một combo hủy diệt và một combo vừa chạy vừa giao tranh. 36 lật kèo. Hay. Sabro đang kẹp thêm một cây chim gõ kiến để có thể giao tranh tầm xa. Bây giờ sẽ là một màn 1v2. Các bạn có thể nhìn thấy rằng đội hình của anh em Max Kill đi lẻ rất nhiều. Đặc biệt là vị trí của Sabro bảo sao hay bị bắt lẻ. Sabro đang đi lẻ quá nhiều trong đội hình của mình. Và đây là một trong những điểm chết. Chỉ cần vị trí của Sabro hay KPC bị bắt rồi thì ngay lập tức sẽ là hoảng. Vị trí của KPC đã bị xích rồi. Sabro đang bị lùa. Vẫn đang phải vừa bắn vừa lùi để kéo giãn đội hình của đối phương. Thôi xong rồi, tiếp theo là nắng. Còn lại KPC và Sabro thôi. Bên này lên kèo 200 củ bị xích. Có đổi mạng được không? Ui giời, ra cứu quá nhanh. Sự đồng đội nhanh trí đến từ bên phía đội hình của anh em nhà vệ sinh. Và 7-3. Quá hay ở trận đấu này. Căng đét và khét lẹt là những gì có thể nói đến từ bên phía đội hình của anh em nhà vệ sinh. Và anh em Max Kill xin chúc mừng 1-0 dành cho anh em nhà vệ sinh.